Rồi xin chào bà con ha, bữa nay chia sẻ cho bà con nông dân phun thuốc cho lúa giai đoạn 22 ngày nè, mong biết thuốc gì để hồi chia sẻ cho bà con sau. Bây giờ bà con coi cái máy bay công nghệ 4.0. Chiếc này không biết chiếc này có 10 lít rồi bà con ơi. Chiếc này chắc T10. T10 là 10 lít. T10 10 lít, T16 16 lít, T20 20 lít gì. Lúa này rất là tốt nha mọi người. Lúa này bữa nay khoảng 23 24 từ 23 đến 25 ngày. Đây. Thì đây cặp bờ tràm á bà con, cặp bờ tràm á nó không có nắng, nó gập gập á, lúa nó tốt lắm. Đây. Lúa này cũng nó tốt cặp bờ tràm. Nói chung xả cái mặt độ này thì ok, con thấy mặt độ nè. Đừng dày quá cũng đừng thưa quá, mặt độ vậy là ok nè. Đi phân căn đói xịt thuốc đều đặn vô là rất là trúng luôn. Cái này thì làm chung công ty Lộc Trời, đi phun máy bay công điện có 13 ngàn à. Nó làm chung công ty. Ông chủ đất đem thuốc vô đó bà con. Bao thuốc vậy. Bữa nay chắc 25 ngày hết chứ ha. Hả? Lúa 25 ngày hả? Ừ. Kia nó mình nãy giờ. Nó xuống chưa? Cái này là mình phun có đâu trị bệnh hết cho nở không ha? Bệnh luôn. Bệnh luôn. Luôn. Chú phun cái nào chú? Miếng này nè, miếng thì đậu nở. Cái gì gọi là 4 hecta đó ha. Ừ. Này phun nở rồi bệnh luôn mà con ơi. Ngừa luôn. 4 hecta với 2 trong đằng kia đó phải không? 2 trong cùng đằng đàn. Ừ. Rồi. Cái cuốn đó là năm công ngoài đó đó. Năm công ngoài đó nữa. Rồi, giờ cái thằng cái đó, cục đạn nó cặp nó làm luôn lộn. Thôi, thằng mới cục đạn á. Nói chủ yếu là để căn chỗ hai cục đạn đó đó. Căn cứ mình ở cái chỗ đó là cái điểm đó mình ra vô. Đây không? Bữa 4 mẫu chú 5 công á là có bạn. Hình như hai này phun mới hở ngoài phải không? Ừ. Để ngoài đậu thang lên để thằng kia nó phun. Còn phun còn món thuốc nữa. Đang xuống cái gì á? Đang xuống. Con điện tôi thằng chú thứ ba đang xuống. Còn thuốc. Trong mấy ông kia đăng lên mạng ông coi ông nói quay máy gì mà trong chứ. 4 gà cho chắc kiếm được lượng lắm rồi. Đúng rồi, nặng lắm. Nặng. Cái này chắc cũng có 256 g hoặc 512 mới chịu nổi. Này lưu vô thẻ nhớ 60 g nha. Cái này chú Dũng anh đi, chú Dũng. Anh đi, đang bay, gió lắm á, bụi, gió văng thuốc. Thuốc vô nãy ăn lưng rưng hả? Không, cánh nó quạt cái chú bụi á. Cái này cũng như là bay gió bà con, bay này đừng cho gió nó bay ngược xuống lưới đây lận đó, nhưng mà cái ông bên đây cũng hưởng được một lần. Này bình này có 10 lít nghe mọi con. Nói chung thì giờ đứng gió thì phun máy bay rất là im luôn. Nó đều, sợ trời gió thôi.
phun vào đó trước rồi chừng nữa đi cặp tràm sau. Để lại chia sẻ thuốc cho bà con mình xem. Thì bữa nay lúa được 25 ngày đó bà con. Đây là chủ đất xịt thằng bơm. Bơm này là thuốc bao lâu quơ của lộc trà luôn bà con. Đây, bơm lâu quơ của lộc trà. Thì đây làm với công ty, là phun thuốc công ty. Đó, bơm lâu quơ là thuốc tăng cường sinh trưởng, hỗ trợ ra qua cho tăng sức. Nó thành phần là nitrobenzen 20%. Thế này xịt máy bay thì không biết xịt sao, nhưng mà xịt bình tay thì nó, mình xịt theo đúng cái liều lượng đó đi. Là lúa nè, 50 bình 16 lít, phun 2 bình ngàn mét vuông. Rồi cái giai đoạn là 1-20 ngày làm đồng 40-45 trước hoặc sau khi lúa cho đều. Là đối với bơm laser có kèm thêm bằng chitin 3.6. Mình chitin 3.6 là thuốc sâu ốc nhiệt âu, sâu ốc gầy luôn. Thế đây là nó là đây nó đặc trị cái xe kìa. Đây là đặc trị đâu rồi, đặc trị hấp thu lưu dẫn này. Nói chung là chị sâu với gầy luôn, sâu không à, chị sâu cuốn lá với sâu đục thân. Nó chỉ tiêu 3.6. Cái thằng này của thằng Lộc Trời và con thằng Angate 75kb đặc trị đô ôm. Này là cũng như người đô ôm thôi, 25 ngày nói chung cũng chưa có đâu, người thôi. Này là pha 22g cho bình 25 lít. Gói này nhiêu gram đây? Gói này 100g. Đây là một gói 4 bình. Gói này được 4 bình tay mình đó. Con này người ta xịt máy bay. Thì ở đây xịt thờ lội chia sẻ cho bà con mình ha. Bình nó đủ rồi. Còn thuốc không anh? Cái đó là hết luôn không? Lần ba là thay cục pin vậy đó không? Hai lần. Hai lần hả? Hai lần mới vậy đấy, mới bám lên. Đây là cái này là bay hai lần. Mới bay vậy chứ thường bay cục. Dạ. Hết luôn đi. Cái gì? Hết nổi không? Không à, không nổi hả? Cái này phun công ty nha bà con. Đây là phun làm giống công ty, phun máy công ty luôn, thuốc công ty luôn, là công có 13.000 công điện á. Đây là làm công ty, là dùng thuốc công ty, không có được dùng thuốc ngoài. Nó hết thuốc chỗ nào là ngừng chỗ đó đó, rồi giờ nó ra ngay chân chỗ cũ rồi.